Merry Christmas. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với câu lạc bộ Tiên Cá tầng 37. Có sự xuất hiện của người cá mới. Tên của em là gì? Nemo. Người cá Nemo nha các bạn. Chào bạn, khỏe không? Dạ, em chào anh. Nhậu đi. Người cá này. Em chào chị. Dạ, khỏe. Dạ, tối qua chị. Ở câu lạc bộ Tiên Cá tuần này, Tiêu sẽ dạy khí công cho các bạn. Đối với những bạn đã làm chủ được hơi thở trong nước, bơi không còn mệt mỏi, nghĩa là cơ thể đã quen với hoạt động như thế, chắc chắn sẽ dễ dàng học được khí công thượng thừa của tiên cá. Trong vòng một thời gian ngắn, nếu tập đúng sẽ có công phu từ 100 năm trở lên. Vì một tiếng vận công ở dưới nước hiệu quả bằng một ngày tập ở trên bờ. Bạn sẽ thấy được rằng lợi ích mà nước mang lại cho chúng ta là vô cùng to lớn, giúp bạn khó bị tẩu hỏa nhập ma khi vận công sai. Dù thân nhiệt có tăng lên cao cách mấy, nước vẫn có thể luôn cho bạn ở trạng thái cân bằng và ổn định nhất. Chỉ cần có sức khỏe dẻo dai, nhờ việc tập luyện bơi lặn người cá suốt thời gian qua, chắc chắn các bạn sẽ làm được. Quá được nha. Yeah. Còn các bạn người cá khác đã đến chưa? Rồi. Thôi. Các bạn người cá này sẵn sàng nha. Chúng ta sẽ cùng bơi với nhau 10 vòng nha. 1 2 3 bắt đầu bơi tự do thoải mái 10 vòng. Trong khi đợi các bạn người cá bơi, thì Tuân sẽ kiểm tra xem ai kiểm soát được hơi thở tốt nhất. Tuân chia sẻ thêm các bạn biết về khí công của người cá khác với người thường là thế nào nha. Thường, các bạn để ý những ai mà tập khí công lên đến cấp bậc sư phụ, master đó, là cái gương mặt của họ nhìn rất là khổ, nhăn nheo, hằn học. Vì trước khi đạt được cảnh giới này, thì họ đã bị tẩu hỏa nhập ma rất là nhiều lần mới có được thành tựu như vậy. Và họ thường xuất công ra bên ngoài nên làm tiêu hao chân khí nhiều quá. Đa số tập khí công của người thường á đều dạy cho chúng ta cách xuất công ra bên ngoài. Nhưng mà đối với tập khí công kiểu người cá để luyện thành tiên cá đó, là chúng ta không được thể hiện ra bên ngoài. Chúng ta không nên xuất công ra bên ngoài mà tập kiểm soát cái luồng chân khí trong cơ thể của mình. Mình không có giữ được năng lượng trong cơ thể mà truyền dẫn đi nơi khác, như vậy là sẽ rất dễ bị bệnh. Nên học khí công của tiên cá đó, chúng ta phải hạn chế xuất công nha các bạn. Mình chỉ thể hiện khi cần cứu người, cứu vật mà thôi. Giống như gần đây tôi cũng vận dụng khí công để giúp một bạn người cá. Thế là tôi bị cảm một ngày và đau cột sống một ngày. Bởi vậy, nếu mà mình đã kiểm soát được cái luồng chân khí trong cơ thể của mình rồi, đó chính là năng lượng sống của mình, năng lượng để duy trì cái thân thể này của mình, mà mình lại vận chuyển cho người khác hay lãng phí nó, thì tất nhiên là mình sẽ bị mệt mỏi rồi. Trước khi Phật Thích Ca thành tựu chánh đẳng chánh giác, ngài cũng đã tập khí công qua được cái trạng thái của tiên rồi mới lên được trạng thái của Phật. Thì khí công mà tập đúng cách từ sớm, càng nhỏ càng tốt, mà không được vẫn xuất công ra bên ngoài nha. Còn nhỏ mà tập mà xuất công ra bên ngoài được rồi là coi chừng đẹp luôn, khỏi lớn nổi luôn đó các bạn. Tại sao Phật Thích Ca có thể luyện khí công từ sáng sớm cho đến chiều tối ở ngoài biển mà không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma? Bởi vì tập khí công ở trên bờ một tiếng á là dễ bị phân tâm dữ lắm, rồi nóng bức đổ mồ hôi này kia. Muốn giỏi thì mình phải tập ở dưới nước, thì tập cái gì ở trên bờ quen rồi mình mới tập được ở dưới nước. Và thực sự khí công rất là đơn giản, chỉ cần luyện tập hít thở theo kiểu 4 chu kỳ: hít hơi vào, nén hơi vào đan điền, thở hơi ra và ngưng hơi thở. Các khoảng cách của 4 chu kỳ này nó đều bằng nhau, mình phải kiểm soát được độ dài ngắn nó đều nhau như vậy á, thì tất nhiên sẽ thành công. Và bạn cũng phải quên đi cái ý niệm rằng mình là ai, đang làm gì. Chỉ nhớ vào hơi thở của mình thôi, kiểm soát đường đi của nó, cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể của mình. Bơi lặn người cá là cách vận động tốt nhất để hỗ trợ cho đan điền của bạn, một cái bộ phận lưu giữ năng lượng của cơ thể, nằm ở dưới đúng cách ba ngón tay, gọi là đan điền tinh. Và trong cơ thể người còn có hai đan điền nữa là khí và thần. Khi bạn có thể hít hơi vào, nén khí lại thành một cái quả cầu năng lượng ở đan điền tinh, rồi đưa nó lên đan điền khí ở giữa lòng ngực, bạn sẽ có thể hấp thụ được năng lượng xung quanh mình, luyện được tiên khí để thân thể không còn bệnh tật.
Rồi nếu như bạn có thể đưa được cái tiên khí ấy lên giữa hai chân mày, trên đầu của mình, thì sẽ giúp bạn trở thành thần tiên. Những người thường mà luyện khí công họ không thể làm được đến trạng thái cuối vì tập khí công ở trên bờ mà không có bơi được như người cá ở dưới nước, chỉ có thể đẩy năng lượng lên giữa lồng ngực của mình để tạo thành tiên khí thôi. Nên ở giai đoạn này người luyện khí công thường thích biểu diễn thể hiện tài năng, chứ khó luyện thành tiên khí để đưa lên trên đầu của mình. Và thật sự là chỉ tập luyện khí công ở trong nước bạn mới đạt đến cảnh giới cuối cùng của pháp môn này. Chắc chắn khi giữ được tiên khí thành công rồi, bạn sẽ có được thân kim cang bất hoại, cảm nhận được dòng chảy năng lượng trong thân thể của mình và có thể hấp thụ được năng lượng từ vạn vật xung quanh, thậm chí là của vũ trụ nữa. Hay biết mình khi nào sẽ chết, hoặc muốn bất tử trẻ mãi không già cũng được, nhưng với điều kiện là môi trường không khí phải luôn sạch sẽ thì bạn mới có thể bất tử. Nếu bạn không tin tôi, hãy xem có con vật nào sống ở trên bờ mà bất tử không? Hay chỉ có những con vật sống ở dưới biển như rùa biển, tôm hùm, sứa, họ sống rất thọ dưới nước mấy trăm năm là chuyện bình thường. Nhưng các bạn cũng đâu có để cho họ yên, cũng tìm cách giết hại ăn thịt và thả chất độc xuống biển làm cho ô nhiễm nặng nề. Thế nên dù Tiêu Ưn có dạy cho các bạn khí công của thần tiên để bất tử, mà các bạn không bảo vệ thiên nhiên và động vật, thế gian này còn kẻ xấu hại người hại vật, thì làm sao thần tiên sống nổi? Nên Phật Thích Ca khi tập luyện khí công tu đến mức của tiên, ngài ấy vẫn chưa thấy là đủ và tiếp tục tập luyện những phương pháp cao hơn nữa để đạt đến sự thiền định cứu cánh. Ngài ấy đã nhận ra rằng vãng sanh mới là cảnh giới tuyệt diệu nhất thế gian này, chứ không phải có được những thần thông cảm ứng. Tiêu đã giới thiệu cho các bạn biết về yoga, rồi khí công, sắp tới còn nhân điện, pháp luân công, và cuối cùng mới là cái cảnh giới cao nhất, tối thượng nhất, đó là sự thiền định. Và những ai muốn có được sự thiền định đều phải trải qua những cái bài tập luyện này, những cái pháp môn này. Tiêu chỉ cho các bạn biết để đừng có tập luyện bậy bạ theo mấy cái phương pháp của người thường. Bây giờ người ta mở ra trường lớp nào là dạy khí công, dạy yoga, kiếm tiền ngàn đô la. Cái gì vậy? Mấy cái này là miễn phí mà các bạn, tại sao cũng đem ra dạy nữa? Thì tôi chỉ luôn cho các bạn biết, nói rõ hơn cho các bạn hiểu. Thời này con người dục vọng thì nhiều, trí tuệ thì ít, dạy cái gì cũng muốn lấy tiền nhiều à? Thì hỏi đây có phải là những vị thầy chân chính không? Học khí công á là để tu luyện thành tiên, chứ không phải để đi biểu diễn, để mê hoặc lòng người, khiến cho người ta tập sai để rồi bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi giúp các bạn khỏe mạnh để không còn tham cầu, để thế giới này tốt đẹp, không muốn các bạn bị mất tiền rồi phải đi kiếm tiền của người khác để bù lại, mà người thường bày vẽ ra để làm thành nghề nghiệp, khiến cho người ta khổ hơn. Nên tôi dạy miễn phí. Bây giờ người cá Hắc Lê sẽ khởi động yoga dưới nước để chuẩn bị chuyển qua bài tập khí công dưới nước, gia tăng khả năng nín thở lâu và chịu đựng. Nhưng mà anh khi anh chìm xuống rồi đó, chìm được đụng đáy hồ rồi, đếm 1 tới 10 xong rồi anh thở nhẹ, cái nổi người lên rút nước vậy nè. Còn mấy bài tập chuyên sâu nữa. Nhưng mà lúc nổi lên anh nhớ thở nhẹ ra bằng mũi luôn, anh vẫn còn khí để thở nhẹ ra bằng mũi là được. Bài tập thứ hai căn bản á là anh cũng đếm từ 1 tới 10, nhưng mà tốt hơn là anh thở ra được 10 trái bong bóng xong rồi anh hãy nổi lên, hai tay vịn vô cái chân của mình, uốn người cong người để chịu được áp suất cao hơn nữa. Thank you.
chuẩn bị vô bài tập khí công để bắt đầu kiểm soát được hơi thở của mình tốt hơn nữa và giữ được nhiệt trong cơ thể không có bị lạnh. Dạ được. Dạ được. Bạn nào thư giãn được bằng cách nổi người trên mặt nước mới tập được khí công của người cá nha. Giống như người cá thai là được nè. Vuốt nước qua hai bên. Tion làm mẫu cho các bạn xem nha. Cái đuôi phải nổi lên nữa người cá tai. Đuôi chưa nổi. Còn người cá ba với người cá mẹ đang luyện yoga để nín thở lâu trong nước. Rồi người cá tai gần được. Chỉ mới gần được thôi. Muốn học được khí công của người cá, mấy em phải làm chủ được hơi thở. Thôi, mấy bạn kia lạnh mệt thì lên bờ đi. Đi lên bờ thay đồ. Còn bạn này gồng cổ tay lại. Gồng cổ tay lại. Vuốt nước nằm hít hơi vào nổi người trên mặt nước. Em mới làm được á. Tập đi, tập đi. Em làm được rồi Tion ơi. Chừng nào vuốt nước nằm nổi người trên mặt nước thì Tion sẽ hướng dẫn khí công. Người cá Nissin là người cá còn sót lại có thể nổi người trên nước tốt. Còn những bạn người cá khác chắc là không có thể tập khí công dưới nước rồi. Rồi người cá Nissin cứ tập như vậy đi. Rồi Tion sẽ hướng dẫn cho người cá Nissin rõ về khí công dưới nước nha. Còn mấy bạn kia chưa được thì tập nổi người trong nước trong kia trước đi ha. Nissin lại may mắn có thể tập được tới bài tập này. Các bạn người cá khác chịu đựng không nổi rồi. Vuốt nước. Gồng cổ tay lại. Khép sát tay lại. Vuốt qua 1, 2, 3, 4. Thở nhẹ ra bằng mũi. Bài này Tương đã hướng dẫn rồi. Tập yoga để chịu đựng, tăng khả năng nín thở lâu dưới nước thì Tương cũng đã hướng dẫn bài căn bản. Bây giờ Tương hướng dẫn đến khí công cho Nissin tập luyện khí nha. Vuốt đi. Giới thiệu với bạn Nissin, dưới rúng của bạn Nissin ba gan đó là đan điền tinh. Rồi giữa ngực của bạn Nissin cũng có một đan điền nữa. Ngay chỗ này, ngay chấn thủy có cục xương ngay đây, nó là đan điền khí. Và trên đầu của bạn Nissin, ngay giữa chân mày, ngay đây cũng có một đan điền nữa, đó là đan điền thần. Tinh, khí và thần. Thì cái bài tập hôm nay là Tion sẽ hướng dẫn bạn Nissin cách vận khí, vuốt nước tiếp đi. Nếu mà tập khí công của người thường á, thì ngồi ở trên bờ, ngồi xếp bằng khoanh chân lại. Đó là cảm giác thoải mái nhất. Nhưng mà đối với người cá bơi nằm ngửa như thế này là cảm giác thoải mái hơn và nâng cao thành tựu luyện khí công hơn cho các bạn. Bây giờ bạn Nissin dừng lại. Khi mà bơi ngửa nổi trên mặt nước như vậy em cảm thấy thoải mái không? Rất là dễ chịu đúng không? Em có hít hơi, đẩy hơi xuống bụng không? Đẩy hơi xuống bụng để mình nổi trong mặt nước ha. Thì luyện khí công ở dưới nước á, nó có 4 chu kỳ thở. Đó là hít hơi vào, giữ hơi thở lại, rồi thở hơi ra, xong rồi ngừng thở lại. Thì cái ngừng thở đó nó giống như là nín thở vậy đó. Rồi mỗi cái chu kỳ thở đó nó cách nhau 8 nhịp. Thì bây giờ em đứng đây tập trước cho nó dễ nè. Rồi em sẽ hít hơi vào bằng mũi của mình. Là mình hít hơi vào mình phình bụng ra đúng không? Rồi mình gồng bụng lên để cố sức nén cái hơi thở đó đẩy xuống phần bụng dưới của mình. Nó gọi là đan điền tinh nha. Rồi giữ ở đó. Đếm từ 1 tới 6. Xong rồi thở nhẹ ra bằng mũi. Cũng đếm từ 1 tới 6. Xong rồi ngừng thở lại. Cũng đếm từ 1 tới 6. Khi mà Tion dừng lại là Tion đang điều hòa khí ở trong cơ thể của Tion á. Mà Tion dừng lại là Tion không có thở ra hay là Tion hít vô vậy á.
Tion cũng đếm từ 1 tới 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xong rồi Tion mới bắt đầu hít hơi thở lại từ đầu. Nếu bạn nào mà thấy nằm nổi người trên nước khó quá thì móc cái chân của mình vô cái thanh sắt vậy nè, giống như bạn Nissin nè, nổi người nằm yên một chỗ không có nhúc nhích, giống như mình đang ngồi vậy đó. Nhưng mà luyện khí công người cá dưới nước là mình nằm yên, nổi người trên mặt nước nha. Cái như vậy thôi hả Tiêu? Ừ, để mình tập cảm nhận cái khí nó đang đi trong cơ thể của mình. Cái này mình đang luyện khí 4 chu kỳ. Nếu mà làm tốt thì em sẽ nổi người trên mặt nước vậy nè, nằm yên một chỗ nè, nổi người nè, thư giãn đến mức tuyệt đối nè. Rồi, chúc mừng em. Có mình em là học được khí công dưới nước thôi, mấy bạn kia bó tay, mấy bạn kia chưa làm được. Đúng rồi.